và tôi đã thấy em cùng người ấy cùng nhau leo lên top. Hồng nhan em chưa kịp giấc hạn, bạc phận lại leo lên. Này em ơi, sao em vô tình thế, nhường người ta với em. Em cứ ở mãi trên top một, anh hoang mang quá em. Rồi tôi cũng thấy bao nhiêu người khác hẹn nhau nơi top trên, nơi có hương giang với ấy mi tạo nên bao bất ngờ. Cựu binh lâu năm giờ cũng rất hăng, có Min và Eric này được phúc vẫn vây vẫn bay cao vì pop năm vừa qua bao sắc màu. Có những người chẳng như người biết, những lượt nghe chẳng thể xem thường, những khúc nhạc chẳng cần quá chín chu mà nghe chất đến không ngờ. Vì người ta quen thầm lặng như thế rồi, indie chỉ cần như thế. Làm nhạc chỉ mong mọi người lắng nghe. Có những người là nghệ sĩ lớn, thứ mình chơi với underground vẫn thăng hạng đều đều như top tin, cũng đã lắp quá bất ngờ. Nhạc Việt Nam năm rồi là bao sắc màu, bao nhiêu nghệ sĩ phấn đấu để có ngôi vị đâu. Em cô đơn số mênh mông người, và tao cô đơn đau hai chân. Đen vô cũng thật chất ê, bao nhiêu người phải cùng ngất ngây. Ca từ thật là đắm say, lượt nghe không kịp đuổi ấy. Trăm ngàn con sóng xô, rapper vì vượt lên tất cả, vì rap thật không có thô. Yes, súng quay mong người muốn nổi bằng thì phi chẳng mời mẹ. Sống bằng thị phi mà thị phi nào như tranh vẽ. Clip nóng lộ hàng ra đứng top view cao, cứ ngồi ảo tưởng mình tỏa sáng như sao. Người ta thương quả chùa chứ đâu cần biết em sao. Nhìn mặt anh đi em nghĩ anh tiếc em sao. Đạo nhạc đạo thơ như là sóng mà đổ về, khán giả họ biết hết nên đừng có đùa với nghề. Nghệ sĩ có nhiều bí thuật nhưng bạn đừng có gặn hỏi. Đẳng cấp là như thế rồi nên lên top chỉ là gọi. Top từ ở YouTube, top đến cả Zing, top từ vụ đông xuân đến hè thu thay mùa. Chẳng cần lấy đạo cụ, chẳng cần mấy quả chuối. Leo top nhanh như vậy muốn đuổi cũng khá đuối.